cô đồng bổ cao đúng nhận sai cãi Trương Hương bị bắt tạm giam. Chiều ngày 4 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Kinh Môn, Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với cô đồng Trương Thị Hương, 37 tuổi, điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trương Thị Hương được biết đến là cô đồng Trương Hương, từng rất nổi tiếng trên nền tảng TikTok. Trương Thị Hương bị người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, ngày 6 tháng 12 năm 2022, anh Trần Thế Xuân cùng mẹ đẻ là bà Vũ Thị Hằng, 56 tuổi, đến nhà Hương ở phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để xem bói. Qua trò chuyện, cô đồng Hương phán nhà anh Xuân đang bị yểm bùa, trước cửa nhà có ma quỷ quấy phá gây vận hạn của gia đình. Hương nói rằng, nếu muốn giải hạn trên, cần phải làm lễ giải tiến hình, tức phải có hình nhân thế mạng, di cung hoán số cho cả nhà, và làm lễ để phù hợp hướng nhà, cúng bái bát hương. Hương gợi ý rằng, giá làm lễ di cung hoán số, cầu bán được nhà, cầu bình an hết 270 triệu. Tuy nhiên khi anh Xuân bày tỏ, không đủ khả năng lo được số tiền này, Hương giảm giá xuống còn 180 triệu. Đối tượng này sẽ cho anh Xuân làm chủ đài, rồi dặn dò hôm làm lễ, nếu có ai hỏi thì phải bảo là đóng 300 triệu. Cô đồng Trương Hương còn hứa hẹn với anh Xuân, sau khi làm lễ xong, khoảng ngày 28 tháng 12 năm 2022, gia đình sẽ bán được nhà. Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2022, anh Xuân đến nhà Hương để đi cùng, đến Lạng Sơn cúng lễ. Sau khi cúng về, anh Xuân chờ đến hết tháng, 28 tháng 12 năm 2022, nhưng vẫn chưa bán được nhà. Cho rằng đã bị lừa, anh Xuân làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Hương lên cơ quan công an. Tiếp nhận thông tin, ngày 9 tháng 2 năm 2023, Công an thị xã Kinh Môn phạt cô đồng trên 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục, mê tín dị đoan, đồ trụy, dâm ô không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Ngày 22 tháng 6 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 khoản 2 Bộ Luật Hình sự.